Chào tất cả các bạn, lại là mình Chen CB đây. Và trong những cái bài học trước thì chúng ta đã thực hành kỹ thuật chuyển màu đơn sắc và chuyển màu tương đồng. Và sang bài học này thì chúng ta sẽ thực hiện kỹ thuật chuyển màu tương phản. Thì cái kỹ thuật chuyển màu tương phản này đặc biệt quan trọng nếu mà các bạn muốn vẽ một bầu trời lúc hoàng hôn. Vì nếu mà bầu trời lúc hoàng hôn thì các bạn sẽ thấy nó sẽ là màu xanh, màu xám, màu vàng, màu đỏ trộn lẫn với nhau. Và quan trọng nhất là có màu bầu trời hoàng hôn, có màu xanh lam, có màu vàng, có màu cam, nhưng không bao giờ có màu xanh lá cây. Thì chính vì vậy ấy, thì nhiều bạn thì lúc trước thì có comment hỏi là cái khóa học màu wash phong cảnh của bên mình, khóa học cơ bản, có dạy vẽ cảnh hoàng hôn không? Mình không có dạy vẽ cảnh hoàng hôn trong cái khóa học đó. Nếu mà các bạn nhìn lại, trong khóa học đó mình có dạy 5 tác phẩm. 5 tác phẩm thì có bầu trời sử dụng kỹ thuật ướt trên khô, kỹ thuật cọ khô và kỹ thuật ướt trên ướt. Nhưng tất cả đều là những cái bầu trời trong xanh. Chúng ta chỉ thực hiện duy nhất một kỹ thuật chuyển màu từ màu xanh đậm sang màu xanh nhạt. Và những áng mây màu trắng có một xíu màu xám, không có bầu trời lúc hoàng hôn. Vì quan điểm của mình thì cái gì dễ thì mình dạy trước, cái gì khó thì mình dạy sau. Tất nhiên thì năng lực tố chất mỗi người khác nhau. Có những bạn lại có những cái background, ví dụ như là có những các bạn học viên thì là giáo viên tiểu học hay là cô giáo dạy chữ đẹp, thì các bạn cũng học những cái môn vẽ tương tự rồi. Thế nhưng mà về cơ bản thì thường là ví dụ như là các bạn mới bắt đầu vào học màu wash, tay mình luyện chưa đủ và các bạn muốn vẽ những cái cảnh như là mưa, hoàng hôn hay là sấm chớp, thì thực ra thì các em bé thì cũng vẽ được những cái cảnh đó, nhưng mà mình nhìn thì mình sẽ nhận ra ngay đó là một cái bức tranh của trẻ con. Thì để thực hiện cái kỹ thuật chuyển màu thì lần này thì mình sẽ thực hiện chuyển màu giữa hai cái màu, đó là màu ultramarine và màu vermeil này. Thì như các bạn thấy, nếu mà chúng ta trộn hai màu này với nhau thì chúng ta sẽ được màu nâu đen. Thế nên là khi mà chuyển giữa hai cái màu này thì ở giữa chúng ta phải chuyển nó thành, nó sẽ là hai cái chuyển màu đơn sắc. Đầu tiên là từ xanh đậm sang xanh nhạt, ở dưới thì từ màu đỏ đậm sang màu đỏ nhạt, và nối với nhau bởi màu trắng. Vì hai màu này nếu mà gộp lẫn nhau thì nó sẽ tạo thành cái màu xám. Ngoài ra, nếu mà các bạn muốn chuyển màu giữa màu xanh và màu vàng, nếu mà các bạn muốn vẽ bầu trời, thì các bạn lưu ý đây là chúng ta chuyển giữa hai màu xanh lá cây. Cũng có thể coi là màu xanh lẫn màu vàng, nhưng đây là chúng ta chuyển màu. Thôi còn nếu mà các bạn vẽ bầu trời lúc hoàng hôn, nếu mà các bạn muốn chuyển màu giữa màu xanh và màu vàng thì lưu ý một chút là bầu trời có thể có màu xanh lam, có thể có màu vàng, nhưng không bao giờ có màu xanh lá cây. Thì chúng ta cũng phải nối với nhau bằng màu trắng, chứ không phải chỉ là chúng ta không trộn màu xanh và màu vàng với nhau khi mà vẽ bầu trời. Thì để cho cái màu nó không chói thì đầu tiên mình vẫn sẽ pha màu trắng vào để tạo thành hai cái màu pastel trước. Rút kinh nghiệm thì lần này mình sẽ dùng cái cây cọ nhỏ để mình trộn màu, chứ mình không dùng cây cọ to nữa, vì cây cọ to thì sau đó mình phải rửa thì cũng tốn công. Mà khi mà chúng ta dùng những cái màu, chúng ta dùng màu tương đồng chúng ta trộn vào nhau thì chúng ta cọ bẩn, chúng ta lẫn vào nhau thì không sao, nhưng mà màu tương phản mà để cọ bẩn thì nó sẽ tạo thành cái màu nâu. Nên là mình sẽ dùng một cây cọ khác để mình trộn màu. Mình sẽ dùng cây cọ khác để mình trộn cái màu xanh này. Mình có thể rửa cọ, nhưng mà khả năng lát nữa mình sẽ lại dùng cái cây cọ đó nữa. Mà nhà thì cũng nhiều cọ. Thì chúng ta sẽ làm hai lần chuyển màu đơn sắc. Mình nghĩ là mình sẽ đổi sang dùng cái cây cọ nhỏ hơn này, vì chúng ta phải chuyển màu đơn sắc vài lần, mà cái cây cọ hoa kia thì mình đi một lượt.
Thì nó đã hết chỗ từng này rồi. Có lẽ là phải thêm thêm ít nước vào. Nói thêm là cây cọ này thì mình cũng mua riêng, giá nó khoảng 50-60 nghìn thôi. Nhưng mà nó tốt hơn hẳn khi mà mình dùng cái cây cọ trong cái bộ cọ 20, 10 cây cọ mà mình mua, không nhớ chính xác giá là 100 nghìn hay 200 nghìn hay 200 hay là 150, không không quá 200 nghìn. Thì khi mà mình dùng cả cây cọ chéo lẫn là dùng cây cọ phẳng khi mà chuyển đấy thì nó thành ra rất, thì cái đầu cọ nó bị vẽ ra, nên là sau đó nó chúng ta cái khoảng này thì chúng ta sẽ để màu trắng này. Ở giữa là màu trắng nhưng mà hai chiều vẫn là chuyển màu từ màu đậm sang màu nhạt. Lý thuyết thì không có gì phức tạp nhưng mà thực hành cái này không quá dễ. Đấy, cái đoạn dao đấy lát nữa mình rửa sạch cọ rồi mình ấy, sau bây giờ mà mình kéo hết cây cọ này lên thì nó sẽ đổi hết cái màu đấy thành màu nhạt mất. Mình tạm thời mình để cái đoạn trên như vậy. Mình rửa sạch cọ đi. Rửa sạch xong đó lau sạch và mình bắt đầu là mình chuyển sang cái màu đỏ này. Cọ vẫn còn một xíu bẩn đó. Cọ vẫn còn một xíu bẩn nên là như các bạn thấy là chỗ này này. Không biết là các bạn có thấy không, mình cảm thấy màu là có một vài cái gợn nó hơi đục đục. Nó có một vài cái gợn đục mình. Cọ vẫn còn bẩn, mình rửa sạch lần nữa đấy. Cọ vẫn còn bẩn nên là nó có một vài cái nó gợn đục ở đây. Mình rửa sạch cọ trước khi mình lấy cái màu trắng này. Chắc chúng ta sẽ phải dùng thêm màu trắng. Cái đoạn giữa này chúng ta sẽ dùng màu trắng luôn. Nghĩ là cái màu này nó hơi, mình nghĩ là mình thêm một cái lớp màu hồng trước khi mình chuyển sang màu trắng. Nếu mà mình để tầm khoảng 2 phân để cho cái màu trắng kia là vừa. Nếu mà giữa hai cái màu này nó chưa được đều thì lát nữa mình sẽ sửa sau. Mình không quan trọng, bây giờ quan trọng là mình để màu vào đúng vị trí cái đã. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái màu trắng này. Mình sẽ kéo xuống dưới trước. Như các bạn thấy là ở hiện tại thì là nó đang có tình trạng là ở giữa thì là trắng ẩn và hai bên thì là hai màu. Thì không sao, bây giờ mình đổi sang mình dùng cái cây cọ to này. Và mình sẽ đi lại từ trên xuống dưới.
Như các bạn thấy là bây giờ thì màu nó lên đều rồi, nhưng mà cái chỗ này dao này nó hơi mình nghĩ là mình tương đối hài lòng rồi. Vì khi mà chúng ta làm kỹ quá, chúng ta di nhiều quá thì cũng sẽ bị một cái vấn đề là chúng ta dễ lấy toàn bộ cái màu ở phía dưới lên. Thế nên là mình sẽ ngừng ở đây. Mình sẽ ngừng ở đây. Đợi một lát nó hơi hơi se màu lại thì là mình sẽ lột cái băng dính này ra. Mình vừa đi rửa bình nước này với cái cọ. Mình không đi rửa cái palette này bởi vì còn để chụp ảnh. À, nên là bây giờ cái này thì nó cũng chưa khô hẳn nhưng mà mình sẽ lột cái này đi được rồi. Mình nghĩ là khô hẳn lột thì nó sẽ tốt hơn một xíu vì không bị cái lem lem ra ngoài. Nhưng mà thường là sau khi vẽ xong thì mình cũng không có, mình muốn lột luôn nó ra xem chứ mình cũng không hay có kiên nhẫn là để đợi vài tiếng sau thì mới lột cái này. Đấy là mình, chứ còn theo mình biết là đợi nó khô hẳn rồi lột thì sẽ đẹp hơn. Vậy là chúng ta đã hoàn thành các bài học về chuyển màu. Thì đây là nền tảng để các bạn vẽ những cái bức tranh phong cảnh phức tạp, ví dụ như là cảnh hoàng hôn. Các bạn nếu mà thực hành lần đầu không được thì hãy thực hành thêm nhiều lần. Nếu mà cảm thấy cây cọ của mình không đủ tốt thì có thể đầu tư cây cọ tốt hơn. Cũng cây cọ đắt nhất của mình chỗ này thì cũng là 120.000, cây cọ khoảng 50-60.000 là đủ rồi. Nhưng mà thường là những cái cây cọ trong cái bộ cọ khoảng 10-20 cây cọ thì nó không được tốt lắm. Và chúng ta sẽ thực hành lại này, sử dụng cọ xịn hơn này. Chúc các bạn thành công và hãy và thực hành được những cái kỹ thuật này thì sẽ là nền tảng để chúng ta vẽ những cái phong cảnh phức tạp, ví dụ như là cảnh hoàng hôn chẳng hạn.